Ok anh chị, hôm nay cái đề tài đó là 7 kỹ năng cần thiết để trở thành người chuyên nghiệp. Ở trong này anh chị nè, cái chữ chính anh chị đó là người chuyên nghiệp. Chữ chính đó là cái chữ chuyên nghiệp anh chị. Bây giờ như thế nào là chuyên nghiệp? À, thì mình có một cái câu định nghĩa nó hơi vui vui, đó là chuyên nghiệp đó là người làm chỉ có làm một nghiệp thôi, chỉ chuyên có một nghiệp. Đó là người chuyên nghiệp. Tiếng Anh nó kêu là professional anh chị. Nó tới từ cái chữ profession, nó là một cái nghề, nó là một cái career. Đã làm nó cái gì thì phải làm cho chuyên nghiệp, trong bất cứ cái chuyện của mình làm. Thành ra đây, nếu Google Marketing nó là một cái ngành nghề mình trường đại học không dạy, sách báo nói tương đối rất ít như vậy so với nhiều ngành nghề khác. Mấy anh chị vào bookstore, mấy anh chị tìm sách về mở nhà hàng, mấy anh chị tìm sách về làm thế nào đi học trở thành kỹ sư 4 năm, kiến trúc sư 6 năm, bác sĩ 8 năm, nha sĩ, rồi những cái ngành nghề khác anh chị, hay y tá học vài năm. Nhưng mình nếu Google Marketing là không học ngày nào, thậm chí có một số mấy anh chị không học ngày nào nhưng mà muốn thành công, và đồng thời nó có những cái kỹ năng. Và nếu mà mình nói về sách báo hay là video thì tương đối là ít, mà chị rất ít so với những người khác. Mà chị nghĩ tương tự, chỉ tưởng tượng thế này, tức là cái ngành chụp hình photography mấy vậy ha, ngay cả cái nghề gọi là chụp hình mấy anh chị ra bookstore có thể nguyên một cái kệ về chụp hình. Rồi sau đó, cái đó là mình chưa nói tới chuyên nghiệp mấy anh chị nha. Những người chuyên nghiệp professional về chụp hình có thể nói là không có đông lắm, và sách báo rồi quá nhiều mấy anh chị. Nhưng mà có một cái lạ mấy anh chị ha, cái nếu có marketing nó là một cái profession, nó là một cái nghề, một cái nghiệp, nhưng mà ngược lại đó thì sách báo quá ít mấy anh chị. À, và một số mấy nay mình thường học lẫn nhau, mỗi công ty nó có những cái chương trình huấn luyện riêng, những cái đội nhóm, những cái team nó có những cái chương trình huấn luyện riêng. Nhưng mà ý mình muốn nói ở đây là ngay mấy anh chị đó, có bao giờ mấy anh chị nghĩ là mình phải trở thành người chuyên nghiệp không anh chị? Thì câu trả lời có thể là không. Mình gia nhập Nu Skin hay là network marketing, mình chỉ mong là có một cái bí quyết gì đó, ai đó nó nói mình một câu đó thì mình sẽ thành công ngay mấy anh chị. Có thể nói trước với mấy anh chị, có thể làm cho mấy anh chị thất vọng, đó là không bao giờ nó có một cái bí quyết hay là ai đó nói một cái câu gì đó thì tự nhiên mình tìm ra được cái chìa khóa và mình giải mã được cái sự thành công của mình mấy anh chị. Nếu Google Marketing nó không khác hơn những cái ngành nghề khác, muốn trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, muốn trở thành một ông engineer giỏi xuất sắc, muốn trở thành một người bác sĩ tài ba, muốn trở thành một người ca sĩ có giọng ca vàng nổi tiếng, chắc chắn những người đó không tìm một cái bí quyết, một cái chìa khóa của ai đó nói để rồi sau đó mình nổi tiếng. Nói như vậy thì chắc mấy anh chị cũng biết là nó cần nhiều cái yếu tố khác nhau trong đó mấy anh chị. Thật ra mấy anh chị đừng có vội nản lòng, hay là mỗi lần mà mấy anh chị gặp thử thách hay khó khăn mấy anh chị, tại vì cái này nó là một cái profession mấy anh chị, nó là một cái nghề, nó là một cái career, nó là một cái nghiệp. Bởi vậy mình cần phải cái tính chuyên nghiệp ở trong đó. Và cái điều đó là cái điều mà ít ai khi để ý tới mà chị. Người ta cứ nghĩ là nếu có marketing vào, nếu mà mình có làm một cái gì đó thì cái sự thành công nó sẽ tới một cách tự nhiên. Vì mấy anh chị vẫn nghe ở đâu đó có những câu chuyện thành công của một người bình thường trở thành phi thường, một người trở bình thường đạt được cái kết quả phi thường, mà mấy anh chị quên mất rằng để đạt được cái kết quả đó người ta phải trả một cái giá, và đồng thời người ta phải qua một cái quá trình mà anh chị, và nhiều cái trải nghiệm, có thể nó là những cái trải nghiệm cay đắng. Nhưng mà mình chỉ nhìn cái reward mà vậy, mình nhìn cái phần thưởng mà mình quên là những cái đoạn đường chiến binh mà người ta phải đi qua. Thật ra đây là hai điều cần ghi nhớ mình chị nè. Bạn được trả tiền để sao chép chứ không phải để làm điều theo ý mình. Mình xin định nghĩa là cái chữ sao chép ở đây. Mấy anh chị, sao chép ở đây không phải là sao chép người offline mình. Mình không bao giờ sao chép một con người. Sao chép ở đây đó không phải là một cái quy trình gì đó mấy anh chị phải làm như để và mọi người đều làm như nhau. Chuyện đó nó không bao giờ nó xảy ra mình. Thế nên mình cũng muốn cho mấy anh chị suy nghĩ chút xíu mấy anh chị ha. Nếu vậy thì cái câu là sao chép cái gì mấy anh chị? Mấy anh chị suy nghĩ câu đó nha. Sao chép cái gì? Có thể là mấy anh chị biết mấy chữ ở dưới, hay là mấy anh chị có thể comment vào trong cái trang Facebook. Nếu cuốn marketing hay nói về cái chữ sao chép, nhưng mà sao chép cái gì mấy anh chị? Thì mình nghĩ một số khá đông, mình không dám nói ở ngoài kia mấy anh chị, nhưng mà một số khá đông mấy anh em mình là những người executive, mấy anh chị đang nghe chương trình ngày hôm nay, hình như mấy anh chị vẫn chưa rõ ràng về cái mô hình mà mình phải sao chép. Mình nói rất nhiều về chữ sao chép mấy anh chị,
Nếu muốn marketing tự nó là một cái quy trình để mà nó một cái sự sao chép, là tại vì sao anh chị, cái income, cái lợi tức của mình nó tới từ rất nhiều executive anh chị ha. Nếu vậy đó thì chắc chắn nó phải có một cái sự sao chép gì đó anh chị. Cái vấn đề là gì đó, là cái gì, cái đó là cái mà anh chị nên suy nghĩ, mà mình hy vọng anh chị, nếu mà anh chị suy nghĩ và tìm câu trả lời thì mình hy vọng anh chị sẽ tìm thấy câu trả lời. Cái thứ hai anh chị là việc của bạn là tạo ra nhiều nhà phân phối, và qua cái nhà phân phối này sản phẩm được giới thiệu tới các người quen. Wow, mấy anh chị nhìn nó, mấy anh chị khi mà mình hỏi một số mấy anh chị hôm nay là cái chương trình webinar cho executive mấy anh chị nhé, thành ra mình hỏi mấy anh chị executive mấy anh chị này, tác phẩm, cái product, cái sản phẩm của mấy anh chị là gì? Thì khi mà hỏi một cái người làm Nu Skin nói chung, hay là một người leader, cái câu trả lời có thể nó khác đấy mấy anh chị. Nhưng mà mình đang hỏi một số mấy anh chị là executive, mình không cần biết mấy anh chị là ruby, là emerald, hay là diamond, hay là blue diamond, hay team elite. Mấy anh chị đang là executive vì bất cứ cái position nào mấy anh chị cũng là executive thôi. Team elite cũng là team elite thì không có, nhưng mà blue diamond là executive anh chị. Cái sản phẩm của mấy anh chị là gì? Cái sản phẩm mấy anh chị, tức là khi mà mình làm business thì nó ra cái sản phẩm anh chị ha, có thể là cái dịch vụ, hay nó mình nói chung là cái chữ sản phẩm. Vậy sản phẩm của mấy anh chị là gì? Thì cái câu trả lời nó nằm ở trong cái màn hình. Việc của Vân, việc của Bằng, việc của tất cả mấy anh chị đang nghe chương trình ngày hôm nay là việc tạo ra nhiều nhà phân phối, tạo ra những cái executive anh chị, và qua các executive này sản phẩm được giới thiệu cho tới người quen. Tức là trong đó có hai việc ở trong đó mình tạo ra nhà phân phối mình vậy em, và cái thứ hai mình vậy là qua cái nhà phân phối đó nó phải có một cái số lượng khách hàng dùng sản phẩm thường xuyên mỗi tháng, nếu không nói là mỗi ngày, qua cái đặc thù của cái sản phẩm của mình. Dĩ nhiên có những cái nếu của marketing khác, sản phẩm người ta chỉ có một lần hay là tháng dùng lần, nhưng mà riêng đối với Nuxin mình thì sản phẩm phải dùng thường xuyên mỗi ngày. Thành ra đó là hai điều mà mấy anh chị nên ghi nhớ. Và đây là tư duy của một người mà xây dựng cái mạng lưới, mình xây dựng một mạng lưới gồm hàng trăm nghìn nhà phân phối khắp nơi trên thế giới, và xây dựng một mạng lưới khách hàng trung thành dùng nhiều sản phẩm thường xuyên mỗi ngày. Mình có thể nói với mấy anh chị là mình có thể ngừng cái webinar bữa hôm nay sau cái hai cái slide này mình, để một số mấy anh chị có thể cô đọng lại cái ý chính của cái việc của mình làm là cái gì mình. Chứ còn không thì mấy anh chị quá mơ hồ về cái việc của mình làm, nhất là một số mấy anh chị đang tập trung vào những cái tiệm nail, hay là một số mấy anh chị sản phẩm của Nuxin là mình mua những cái sản phẩm mà mình dùng trong tiệm nail. Dĩ nhiên cái đó, tiệm nail nó là một cái outlet và nó là một cái cách tiếp cận thôi. Nhưng mà hôm nay mấy anh chị mình nói trong cái ý tưởng đó là mình xây dựng một cái mạng lưới thành công lớn toàn cầu. Một số mấy anh chị muốn có được cái sự thành công lớn và trở thành một cái người network marketing chuyên nghiệp mấy anh chị ha. Trong 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 cái ý tưởng đó thì mình mong một số anh chị để ý tới cái điều mà anh chị đang nhìn ở trong cái màn này, tức là tư duy của những người xây dựng mạng lưới là xây dựng một mạng lưới gồm hàng trăm hàng nghìn ở khắp mọi nơi trên thế giới, chứ còn không á mình chị sẽ giới hạn là chỉ ở Raleigh, chỉ ở Houston, chỉ ở Vancouver, hay là chỉ ở Đà Lạt. Ở đây là cả một mạng lưới gồm hàng trăm ngàn khắp mọi nơi trên thế giới anh chị, và cái điều đó là cái điều mà mình rất mong là một số anh chị nên để ý tới để cho thấy là cái việc mà mình làm nó phải là như vậy mấy anh chị. Cái thứ hai mấy anh chị là xây dựng một mạng lưới khách hàng trung thành, nó có cái chữ trung thành mấy anh chị ha, là từ tới từ cái chữ ADR, trung thành dùng nhiều sản phẩm thường xuyên mỗi ngày mấy anh chị. Nó thành ra mấy anh chị sẽ không thấy một vế mà nó luôn luôn nó là hai vế mấy anh chị ha. Mình rất thích cái ý tưởng là nó đi đôi mấy anh chị. Mấy anh chị không biết có để ý, nhưng mà cái đó là cái triết lý của người Việt Nam mình, cái gì cũng hai mấy anh chị ha. Ở trong cái vấn đề con rồng cháu tiên, ông bà vợ chồng, chợ búa, đường xá, trường học, ăn chơi, ăn gì đó, nó luôn luôn là cái hai mà chị. Đó là một cái triết lý về cái lưỡng nghi, để cho mấy chị thấy là trong cái việc của mình làm nó mình đi hai bằng hai chân, mình hay nói là mình không có đi cà khọt vào tương lai. Thật ra đừng bao giờ làm một chuyện, tại vì không phải là một chuyện, ở đây là cái chuyện mà mấy chị tập trung nó là một chuyện, nhưng mà
trong cái việc mà mình đang xây dựng cái network marketing, nó luôn luôn nó là hai vế, nó giống như mấy chị chèo thuyền, nó phải là hai cái mái chèo, mình đi cũng phải hai chân lên chứ mình không có đi cà thọ. Thành ra ở đây mình muốn mấy anh chị imprint, mấy anh chị mình nếu mà được mình in trong đầu của mình là cái ý tưởng của mấy anh chị ha, cái việc cũng làm cái tư duy của một người xây dựng mạng lưới, tức là mình xây dựng cái network của mình, tức là xây dựng một mạng lưới gồm hàng trăm nghìn, mấy anh chị có thể nhắm mắt lại và tưởng tượng cái mạng lưới của mình khắp mọi nơi trên thế giới mấy anh chị nha. Đừng bao giờ hạn chế vào một người, hai người, ba người hay là một thành phố được mấy anh chị. Chắc chắn mấy anh chị sẽ bị loay hoay ngay nếu mấy anh chị chỉ tập trung vào cái thành phố mà mình đang ở, chắc chắn mấy anh chị. Mấy anh chị phải phải có một cái tầm nhìn nó rộng hơn và xây dựng một mạng lưới khách hàng trung thành, dùng sản phẩm mỗi ngày. Không thể nào chỉ nhà phân phối mà không có khách hàng, không thể nào chỉ có người khách hàng mà lại không tiếp tục mở rộng cái mạng lưới của mình ở mọi nơi mấy anh chị. Nếu mà anh chị chỉ làm được một cái hay mấy anh chị chỉ đạt được một cái, nó mấy anh chị phải xem lại coi cái việc của mình làm thì có thể nó không đúng mấy anh chị. Đó là cái điều mà mấy anh chị nên để ý. Hai cái điểm cần tập trung mấy anh chị. Hai điểm cần tập trung là thứ nhất liên tục xây dựng một mạng lưới gồm hàng trăm nghìn nhà phân phối khắp nơi trên thế giới, và cái thứ hai anh chị liên tục xây dựng một mạng lưới khách hàng trung thành cùng nhiều sản phẩm thường xuyên mỗi ngày. Cái chữ chính ở đây là cái chữ liên tục continuously, anh chị phải liên tục liên tục liên tục liên tục ở đây đó, không phải là ngày nào mà anh chị cũng làm liên tục ở đây, không phải là ngày nào mình cũng phải ra đường. Nếu mà nói ngày nào cũng phải làm, ngày nào cũng phải ra đường thì chắc chắn mình sẽ không làm, hoặc là chắc chắn mình sẽ không có mặt ở đó, hoặc là chắc chắn nó sẽ không bao giờ thu hút được cái sự thích thú khi mà mình đến cái kinh doanh này. Lý do tại sao mình làm network marketing là tại vì mình mong là khoảng chừng 5 7 năm, cá nhân mình là 7 năm, 8 năm, 7 năm sau đó mình có thể mình cruise mình vậy, mình không nghĩ tới cái chuyện mình về hưu nữa, nhưng mà sau đó có thể mình nhẹ nhàng hơn để mà mình nhắm tới một cái bức tranh nó lớn hơn. Và cái điểm thứ hai mấy anh chị, cái điểm thứ hai cần tập trung đó là liên tục xây dựng một mạng lưới khách hàng trung thành. Tại vì khi mà mấy anh chị có cái điểm tập trung là liên tục xây dựng mạng lưới khách hàng trung thành đó, thì mấy anh chị sẽ thấy ngay cái việc mình cần phải làm là phải chăm sóc khách hàng. Và mỗi lần mà mình có cơ hội chăm sóc khách hàng thì mình luôn luôn hỏi người ta là anh chị có quen ai nhờ giới thiệu gì, luôn luôn mấy anh chị mời người ta vào những cái conference call nói chuyện về sản phẩm của chị Hà chẳng hạn, thì tự nhiên người ta sẽ nghĩ ngay, à mình có ông chú có nhu cầu dùng cái này. Nếu mấy anh chị liên tục scan đo người ta mấy anh chị, thì tự khắc người ta sẽ nghĩ à cái điểm anh thấp quá, bây giờ anh cần phải dùng thêm cái gì nữa. Đó là những cái ý tưởng trong cái vấn đề mình liên tục mấy anh chị xây dựng một cái mạng lưới khách hàng trung thành. Và cái sản phẩm của Nuxin tự nó cũng khuyến khích cho rất nhiều người dùng thêm nó vậy ha. Và cũng giống như cái câu hồi nãy mà vậy, mình trở ngược lại cái câu hồi nãy, không có cái chữ mà mấy anh chị biết có để ý. Mình vòng cái màu đỏ dùng nhiều mấy anh chị đây nè, xây dựng một mạng lưới khách hàng trung thành dùng nhiều sản phẩm mấy anh chị nha, chứ không phải một, dùng nhiều mấy anh chị. Mình có gần 300 sản phẩm hay trên 300 sản phẩm mấy anh chị, mình dùng nhiều sản phẩm, em nó năng thu gội đầu ôi cha đủ thứ mà, personal care rồi trong gia đình rồi bố mẹ rồi con cái rồi chồng rồi vợ mấy chị, nó dùng thường xuyên mỗi ngày. Mình có thể nói là nội mấy anh chị tập trung vào cái vấn đề thay một số sản phẩm trong một tấm của những gia đình mình quen, hay là nơi một cái nơi nào đó của mấy anh chị, có thể nhỏ như Hội An hay là một cái thành phố nào đó nhỏ thì cũng được, Đà Lạt cũng được, nhưng mà mình chỉ cần 1.000 hay là 100 hay vài ngàn một số cái căn hộ nào đó tối thiểu thay đổi những cái sản phẩm nó nằm ở trong buồng tắm, thì đó nó cũng đã là một cái doanh số tương đối lớn. Tuy nhiên mình không có ngừng ở đó, nhưng mà mình muốn cho mấy anh chị một cái picture, một cái hình ảnh mấy anh chị ha, là người ta phải dùng nhiều sản phẩm mấy anh chị, vì một khách hàng không thể là một sản phẩm được. Một khách hàng, từ một khách hàng sẽ có rất nhiều khách hàng khác, và mỗi khách hàng như vậy mấy anh chị mình có rất nhiều sản phẩm để người ta có thể dùng. Dùng ở đây không phải là người ta mua tốn thêm tiền, nhưng mà người ta ứng dụng được những cái sản phẩm độc đáo để cho cái nhu cầu về vấn đề sức khỏe và cái vấn đề trong đời sống bình thường mà vậy ha. Kem đánh răng đương nhiên mọi người cần cần phải có nhu cầu. À, nếu đã dấn thân với network marketing để hãy quyết định trở thành chuyên nghiệp mà chị. Mình mong là một số mấy anh chị nghe tới đây, mấy anh chị phải để ý tới cái điều này. Mình phải chuyên nghiệp mà chị. Có thể mình part time, có thể mình bán thời gian. Cũng giống như những cái ý tưởng mình hay nói về người ngoại hạng, làm cái gì cũng phải ngoại hạng. Ngoại hạng đây không phải cần hơn người khác, mình làm đúng, mình làm một cách chuyên nghiệp như vậy ha. Bà nội trợ cũng phải chuyên nghiệp, anh chị nấu ăn cũng phải chuyên nghiệp,
Làm cái gì đó cũng chuyên nghiệp anh chị. Chụp hình cũng chuyên nghiệp. Mình có anh Kiệt Nguyễn đó là chụp hình selfie phải nói là chuyên nghiệp. Đã làm một cái gì đó nó phải là chuyên nghiệp anh chị. Mình làm chuyên một nghiệp. Mình làm rất nhiều hãng việc mình làm. Nó là chuyên nghiệp anh chị ha. Rồi hôm mà mình thấy chị Hồng Đức làm demo cho từng người một trong gia đình, rõ ràng đó là chỉ làm vì cái vấn đề đam mê ở trong đó, họ làm một cách chuyên nghiệp anh chị. Làm một cái gì đó thà là ít thà là nhỏ, thà là có thể nó là chuyện bình thường nhưng mà làm chuyên nghiệp anh chị. Mình rất thích những mình có lần gặp một đứa bé bán vé số, tại vì mình thấy là trong cái cách mời, trong cái cách nói chuyện anh chị, có thể là 7 8 tuổi anh chị, mình nghĩ đứa bé này nó chưa tới 10 tuổi, nhưng mà mình nói với bé đó là con phải ráng làm sao đó để được bán vé số trở thành một người chuyên nghiệp nha con. Thì nó nổi lên nó cười mấy anh chị, mày không hiểu là nó hiểu cái chữ chuyên nghiệp không đó, nhưng mà đã làm cái gì đó thì phải làm cho chuyên nghiệp anh chị ha. Có ba loại người làm network marketing này, thứ nhất nó là lơ tơ mơ, thứ hai là amateur và thứ ba là chuyên nghiệp. Một số anh chị nghe cái bài này rồi mình cũng muốn nhắc lại cho mấy anh chị để cho mấy anh chị thấy là không phải ai cũng làm network marketing như nhau anh chị. Em làm 3 năm rồi, network marketing nó không phù hợp. Bây giờ có làm 7 năm, 8 năm, người một số cũng vẫn ở trong tình trạng lơ tơ mơ hay là amateur. Ở đây có thể người vào 5 ngày mà làm một cách chuyên nghiệp. Và có một người làm 5 năm vẫn không chuyên nghiệp. Thành ra cái vấn đề là mấy anh chị phải phân biệt rất rõ là có ba cái cấp độ khi mà làm cái kinh doanh này. Và mình nghĩ cũng tương tự như là một số mấy anh chị hát karaoke một cách lơ tơ mơ, karaoke một cách amateur, hay là ngay cả karaoke một cách chuyên nghiệp anh chị, hát như ca sĩ. Và cái đó nó không ngoại lệ với cái network marketing anh chị ha, tại vì một số mấy anh em mình vẫn vẫn còn rất lơ tơ mơ, lờ tờ mờ, amateur. Bây giờ đó mình phân biệt anh chị nè, làm thế nào để mình biết đâu là amateur, đâu là lơ tơ mơ và mình mấy anh chị đang ở cái cấp độ nào? Lơ tơ mơ mấy anh chị nè. Người lơ tơ mơ là xem network marketing như tờ vé số, thử thời vận. Những người này rất dễ nản mà chị. Những người mà vào vì nghe nói là làm network marketing là sẽ giàu, có thể người ta có hình tượng của ai đó đang sống một cái cuộc sống mơ ước và người đó làm network marketing. Mấy anh chị mà đọc báo hay là mấy anh chị xem những cái magazine hay là bây giờ đặc biệt là vô YouTube, mấy anh chị thấy rất nhiều những cái cảnh tượng dạ cách đây vài năm là em là trân trâu nhưng mà bây giờ đó thì quá khứ tuổi ấu thơ của em trân trâu, nhưng mà sau đó vì nỗ lực làm cái gì đó rồi trải qua bao nhiêu biến cố trong cuộc đời, em lên thành phố, em lên tỉnh, rồi bắt đầu gặp gì đó, em qua được nước ngoài, sau đó em làm thành công và hôm nay sở dĩ mà có được ngày hôm nay là nhờ network marketing. Thì tự nhiên mình nghĩ ngay mình chỉ cái một cái anh chàng trước đây quá khứ tuổi ấu thơ là trân trâu làm được thì chắc chắn mình sẽ làm được. Và cái câu mà chắc chắn mình sẽ làm được mấy chị ha, nó giúp cho mấy anh chị hay người nào đó bỏ qua rất nhiều những cái giá mà mình phải trả, những cái điều mà mình cần phải làm anh chị. Vì mấy anh chị nghĩ là người đó làm được thì mình làm được, và mình cứ ngồi đó mình chờ cái điều kỳ diệu nó sẽ xảy ra, và mình chờ hoài mấy năm nay sao mình không thấy. Và đó là lý do tại sao nếu network marketing nó bị thành kiến mấy anh chị, lừa gạt, nói quá sự thật. Cái gì đó nó rất ảo mà chị, nó không có thật. Và đó là lý do tại sao khi ai đó nó ghét network marketing thì mấy chị biết ngay mấy chị, người ta đang có thành kiến rất lớn về network marketing, có thể qua kinh nghiệm cá nhân, có thể qua cái câu chuyện của người khác, và những người này có thể nghe từ những người lơ tơ mơ mấy chị. Anh chị phải phân biệt được đâu là lơ tơ mơ, và đây là người amateur mấy chị, là người amateur đó thì người ta khá hơn lơ tơ mơ một chút, người ta biết nhiều hơn một chút mấy chị, nhưng mà người ta vẫn phụ thuộc vào yếu tố may mắn. Người ta có khuynh hướng đi tìm cá lớn. Mình gặp một số mấy anh chị, đặc biệt là ở Việt Nam đó, mình hay thấy cái tình trạng này. Đi tìm ông giám đốc bệnh viện, đi tìm một cái người nào đó có uy tín, đi tìm một cái người nào đó mà mấy anh chị biết là dạ em quen với ông này đó, ông là chủ một cái doanh nghiệp lớn, hay là ông này là chủ một cái công ty taxi. Ông này mà vào đó thì cả 15.000 tài xế taxi phải vào, và 15.000 tài xế taxi này mỗi người có 20 khách, mọi người người ta sẽ vào. Hay là ở Mỹ cũng vậy, mình quen với lại cái cô này là dạy trường NEO,
Cô này dạy trường neo đó thì trong suốt quá trình 15 năm vừa rồi đó là có khoảng chừng 10.000 học trò. Hiện nay 10.000 học trò đó là có một số 1 phần 3 là chủ tiệm neo. Em mà em nắm cái cô này, chủ cái Beauty College này, đó là em sẽ nắm toàn bộ tiệm neo nước Mỹ. Và cái đó là cái mà cái ý tưởng đi tìm cá lớn là gì. Và mình hy vọng là một số mấy anh chị, nếu mấy anh chị muốn vượt nhanh qua cái amateur, vì cái đỉnh điểm của mình nó là chuyên nghiệp mấy anh chị ha, thì mấy anh chị nên mấy anh chị nên tập trung vào những người mà người ta có cái ước vọng, người ta có cái khao khát, chứ không phải người đó có uy tín. Mình không đi tìm cái người mà có tầm ảnh hưởng lớn là gì, vì có thể người đó người ta không muốn làm. Dĩ nhiên là tầm ảnh hưởng nó có, nó là một yếu tố quan trọng, nhưng mà nó đi sau cái vấn đề là chính người đó người ta phải đi làm. Mình đi tìm những người đang đi tìm, mình không đi tìm những người có uy tín lớn này. Chắc chắn mấy anh chị không đi tìm tổng thống Obama hay là cựu tổng thống George Bush để ông làm network marketing, vì ông này có ảnh hưởng toàn cầu. Không phải mấy anh chị, tại vì ông đã về hưu và hiện nay nó là ông đang đi thích đi câu cá với đi săn. Anh thành ra ở đây nó không phải là người 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 không phải đi tìm một cái con cá lớn mà gì ha, mà mình đi tìm những con cá, nó có thể là con cá lòng tông, nhưng mà nó có một cái ý tưởng lớn, nó có một cái khao khát, một cái khát vọng rất lớn mà gì. Mình đi tìm những cái người như vậy. Người amateur quá chú trọng về thời điểm, muốn là người trẻ nhất, duy nhất, đầu tiên, danh hiệu, luôn luôn chạy theo những cái hào nhoáng, luôn luôn có một cái em muốn là em là người đầu tiên ở một cái thành phố rất nhỏ này, dĩ nhiên là rất muốn làm lớn không mấy. Mình hay bị cái vụ này mấy chị ha. Người Việt Nam mình muốn làm chủ của một cái nhỏ, và thường đó là mình, những người amateur mấy chị sẽ thấy về cái này, hay là những người amateur đó là phải đúng công ty, đúng đội nhóm, đúng người apply. Ôi chào mấy chị sẽ thấy cái chuyện mà người mới vào người ta sẽ nói dạ em muốn đổi apply, em không thích apply này, em đi tìm một người apply khác đẹp trai hơn, hay là người apply khác có cái kỹ năng gì đó mà gì. Đây là những người mà mấy anh chị đề nghị với mấy anh chị. Một là mình phải nói cho người ta biết, cái thứ hai mấy anh chị mình nên tránh, mình tuyệt đối mình tránh những cái người này, vì đây là những người luôn luôn đi tìm, đi tìm một cái gì đó mới. Mình biết đó là trong network marketing chắc chắn cái yếu tố hỗ trợ nó là tốt mấy chị, nhưng mà trong bất cứ hoàn cảnh nào mình vẫn có thể làm được, mình không có phụ thuộc vào người apply của mình mấy chị nha. Thành ra ở đây đó sponsor apply hay là đội nhóm nó không quan trọng. Mình thấy có một số mấy anh chị hiện nay nó đang là một cái thử thách, đó là có một số mấy anh chị đang nhảy qua một cái vài cái công ty ABC nào đó. Nhưng mà cái điều mấy anh chị nè, ở đây nó không phải là những cái công ty này là những cái điều mà những cái công ty hoặc là những cái làm sao để ngăn chặn, là tại vì đây là những người mà có công ty hay không có công ty người ta cũng nhảy, vì cái ý tưởng là luôn luôn đi tìm cái gì đó để dễ để làm cái gì. Nên thành ra mấy anh chị sẽ không bao giờ đi tìm cái dễ, và đồng thời mấy anh chị gặp những cái người mà luôn luôn đi tìm cái dễ thì mấy anh chị vẫn không sẽ không giữ được người ta, vì người ta đó là những người luôn luôn đi tìm cái dễ để làm. Anh thành ra mình nghĩ là cái với Nu Skin mấy anh chị nha, có thể nói với mấy anh chị, nếu mà sản phẩm của Nu Skin mình không làm được thì mình không nghĩ là sẽ làm được bất cứ thứ gì khác, mà đó là cái ý kiến cá nhân của mình. Mấy anh chị thì mỗi người mỗi có ý kiến, mà mình nghĩ là không có cái business nào, có cái kinh doanh nào nó đơn giản mà nó cho một người bình thường có thể làm được như là cái Nu Skin. Anh thành ra ở đây cái yếu tố con người mà chị ha, chứ không phải là tại công ty, tại sản phẩm. Đúng công ty phải đúng đội nhóm mà chị, hoặc là người amateur nó thì dùng chiêu thức, dùng những đường tắt quảng cáo trên báo, tờ rơi, gửi spam, luôn luôn có những cái ý tưởng thả những trái bom nguyên tử ở đâu đó. Giống như đi câu cá đó, thì trong cái cuộc mà đi thi câu cá thì anh chị có cái ý tưởng là thôi câu như cho mệt rồi xuống thả cho lựu đạn để cho nó khỏe, mà mấy cá nó phình bụng lên, cái bắt đầu mình lấy vợt mình vớt để cho nó khỏe. Thành ra đây là ý tưởng của những người mà amateur. Nhưng mà riêng người chuyên nghiệp là gì, mà gì thuần thục những kỹ năng cần thiết để xây dựng mạng lưới kinh doanh và khách hàng trung thành một cách hiệu quả và thành công. Người chuyên nghiệp người ta sẽ nghĩ ngay tới, cũng giống như hát để mà vậy ha. Mình thấy là có một số người hát, dạ em hát không hay lắm, thành ra bây giờ đó thì muốn cho thành công hát karaoke thì em mua cái máy karaoke nào mà đắt tiền nhé.
lựa cái microphone nào mà nó bằng vàng, tiếng phải âm thanh, mua cái loa nào mà đắt tiền nhất để cái giọng mình ra nó mới hay được. Nhưng mà người chuyên nghiệp chắc chắn người ta sẽ không dùng cái microphone bằng vàng, nó gì mạ vàng đó. Mà người ta phải đi học, nó gì học như thế nào để trở thành một người ca sĩ chuyên nghiệp, học luyện âm, luyện thanh, luyện gì đó. Chứ còn không thể nào. Nếu muốn marketing nó cũng tương tự mấy anh chị, thay vì mấy anh chị đi tìm những đường tắt, thay vì mấy anh chị đi tìm những cái bí quyết, bí mật đó là cái gì, chìa khóa đó là cái gì, thêm thủ tục những cái nguyên tắc đó để mình có thể thành công trong cái network marketing. Muốn trở thành một cầu thủ giỏi mà chị, thì mình sẽ nói mà chị là phải mất bao nhiêu để tập gì, chắc chắn một thời gian dài mà chị ha. Muốn trở thành một vị bác sĩ giỏi, hôm nay mình muốn dùng cái chữ giỏi hay là chuyên nghiệp mà chị, chuyên nghiệp mà chị nha, phải mất bao lâu để có thể trở thành một người bác sĩ giỏi, một người bác sĩ chuyên nghiệp mà chị? Chắc chắn không 1 năm, 2 năm, chắc chắn không phải 3 tháng mà chị ha. Cái câu nữa đó, vậy muốn trở thành một người nếu có marketing chuyên nghiệp thì có cần phải học tập, có cần phải practice, có cần phải thực tập và đồng thời có cần phải thời gian không anh chị? Câu trả lời chắc chắn là có, chắc chắn là gì. Thành ra mấy anh chị có thể nghe đội nhóm của mình hay là những người mới vào, dạ em 3 tháng rồi chưa làm được gì, mình có thể nói với mấy anh chị, nếu mà mấy anh chị dưới 3 năm đó, thì mình chỉ đừng than phiền, mình nếu mình chỉ dưới 3 năm. Mình có một lần có một người bạn ở Mỹ hay ở đâu đó, có nói mình một cái câu đó là em bước vào năm thứ hai anh đi này và em vẫn chưa đạt được cái thành quả gì lớn, thì mình nói là nếu mà chừng nào em bước vào năm thứ bốn, em qua 3 năm rồi em bước vào năm thứ 4 mà em chưa đạt được thành quả gì đó thì gọi chứ. Còn bây giờ mới có năm thứ hai chưa gì hết, tại vì dưới 3 năm không tính. Nếu mà em dưới 3 năm không tính là gì? Thành ra ở đây mình sẵn nói luôn với mấy anh chị. Cái này là người trong nhà nói với nhau với anh chị nha. Mình không có cái ý kiêu ngạo hay là không tôn trọng mấy anh chị nữa, mà nếu mấy anh chị chưa tới 3 năm đó, thì chỉ là trong cái giai đoạn mình đang xây dựng cái nền tảng, sang xây dựng cái nền móng và đang trong cái quá trình để trở thành một người chuyên nghiệp. Nếu mấy anh chị đang nghe chương trình này có nghĩa là mấy anh chị đang quan tâm tới cái sự nghiệp của mình, chắc chắn mấy anh chị ha. Nhưng mà nếu mấy anh chị dưới 3 năm và chưa có kết quả thì mấy anh chị nên tiếp tục, mấy anh chị nên tiếp tục, và mấy anh chị đừng ngạc nhiên về chuyện đó, vì một người bác sĩ giỏi, một người cầu thủ giỏi không phải một sớm một chiều, chắc chắn mấy anh chị. Ở ngoài kia nó có một cái cuốn sách đó, tiếng Anh nó gọi là Outliers và tiếng Việt nó là những kẻ xuất chúng. Đây là một cái cuốn sách nổi tiếng mà, vì trong cái cuốn sách này ông Malcolm Gladwell ông ta phỏng vấn tất cả những người thành công, rất đông mà, không phải tất cả nhưng mà rất đông những người thành công, thì ông ta khám phá ra một điều đó là đây là những người mà người ta giỏi, trở thành giỏi sau khi người ta practice 10.000 giờ. 10.000 giờ mà chị. Thành ra đó, một số anh chị nè, nếu mà anh chị có cái calculator trước mặt, mình làm cái bài tính nghe coi mấy anh chị. À, mấy anh chị cùng làm với mình nha, mấy anh chị dỡ phone ra nha. 10.000 giờ mấy anh chị ha. 10.000 giờ. 10.000 giờ mấy anh chị. Bây giờ nếu mỗi ngày mấy anh chị làm 4 tiếng, mấy anh chị chia cho 4, tức là nó ra 2.500 ngày. Mấy anh chị ha. Một ngày mấy anh chị làm 4 tiếng, 10.000 chia cho 4 nó ra 2.500 ngày. Mỗi năm là bao nhiêu mấy anh chị? 365 ngày. Thì hãy 2.500 chia cho 365 thì nó ra 6.8. 6.8 có nghĩa là gì mấy anh chị? 6.8 năm. Thành ra ở đây mấy anh chị nè, trong cái câu này nè, trong cái cuốn sách này, theo cái nội dung, theo cái công thức, theo cái gọi là cái khám phá, là những người thành công là những người cần phải làm cái gì đó trong vòng 10.000 giờ để có thể trở thành giỏi mà chị. Thì nếu mấy anh chị muốn trở thành một người làm network marketing chuyên nghiệp, mấy anh chị cần 6.8 năm để trở thành một người chuyên nghiệp. Mình cứ assume nó vậy ha, mình cứ mặc định nó là chuyên nghiệp, tức là những người thành công lớn. 6.8 năm mấy anh chị. Thật ra nếu mấy anh chị mới 6 tháng, 6 tháng 8 ngày hay là 6 ngày 8 giờ thì mấy anh chị còn một đoạn đường chiến binh khá dài để có thể trở thành một người chuyên nghiệp.
nhưng mà nó xứng đáng là nó xứng đáng với lại cái thời gian mà mấy anh chị bỏ qua là 6 năm 8 năm. Mình có thể nói với mấy anh chị là nếu mấy anh chị muốn có một cái đời sống ngoại hạng của một người làm network marketing chuyên nghiệp, cái câu trả lời nó là 7 năm anh chị. Nếu mấy anh chị một năm đầu là năm học hỏi, năm đầu là năm học hỏi anh chị, thậm chí 3 năm đầu mấy anh chị mới đạt được một vài, sau 3 năm anh chị mới đạt được một vài cái thành quả gì đó tương đối. Sau 5 năm mấy anh chị tương đối là có đồng ra đồng vào, thu nhập thụ động một cách vững vàng. Nhưng mà muốn có một cái lợi tức gọi là ngoại hạng mấy anh chị ha, có một cái đời sống thật sự tự do, cái đó nó cần 7 năm. Không phải mình nói là gì. Đó là cái thống kê của những người làm network marketing chuyên nghiệp. Thật ra mấy anh chị thấy cái mà 7 năm để trở thành một cái người mà có cái income, có một cái lợi tức ngoại hạng nó phù hợp với cái công thức 10.000 giờ mấy anh chị. Thì cái câu trả lời đó là 6.8 năm. Nên thành ra ít nhiều để mấy anh chị xác định ngay bữa hôm nay, nếu muốn thành công lớn với network marketing mình phải trở thành chuyên nghiệp. Và nếu mình muốn trở thành chuyên nghiệp mình cần phải thực tập, mình cần phải làm, mình cần phải trải nghiệm trong vòng 10.000 giờ mà. Và cái đó nó tương đương với lại 7 năm. Nếu mấy anh chị làm 4 giờ mỗi ngày, mình tin là đây 4 giờ mỗi ngày không phải là 4 tiếng mấy anh chị phải ra đường, phải lái xe, phải làm cái gì đó 4 4 tiếng, mình nghĩ không nghĩ là nhất thiết phải là 4 tiếng hay 3 tiếng hay 2 tiếng mà gì hả. Có nhiều khi mấy anh chị chỉ làm nửa tiếng, có nhiều khi làm 45 phút. Nhưng mà làm nó ra cái kết quả mình. Nhưng mà ít nhất cái con số 7 năm để một số mấy anh chị có một cái ý niệm là mình không không đây đây là một cái kinh doanh, không phải là cho những cái ý tưởng mì ăn liền để có sự thành công ngay mấy anh chị, mà nó cần thời gian mấy anh chị ha. Thành ra mình có thể là sẽ đi lâu chút xíu nữa, nhưng mà trong những cái slide đầu tiên, trong những cái ý niệm đầu tiên thì mình biết hôm nay có khá đông một số mấy anh chị là mới và mới trở thành executive trong tháng vừa rồi mấy anh chị. Thì cho một số mấy anh chị thấy đó là ngay từ bây giờ một số mấy anh chị mình phải có một cái ý niệm. Một số mấy anh chị trẻ đang nghe cái chương trình ngày hôm nay, có thể một số mấy anh em trẻ ở Việt Nam đang có những cái thành quả ngoại hạng, ví dụ như mình có những trường hợp như Lê Chí Linh hay là một số xã khác, mấy anh chị dùng những cái phương tiện về social media hay là online marketing, mấy anh chị có thể thành công nhanh hơn. Mình tin rằng một số mấy anh chị sẽ bứt phá được những cái giới hạn lâu nay mấy anh chị. Nhưng mà mấy anh chị để trở thành một người chuyên nghiệp, Lê Chí Linh không phải một sớm một chiều mà gì. Lê Chí Linh là một cái kết quả hiện nay, nó là một cái kết tinh của 10 năm. 10 năm practice thường xuyên mà gì. Chứ không phải vì mình chỉ nhìn cái kết quả trong vòng 5 năm, anh trong vòng 5 tháng vừa rồi và mình đánh giá thì điều đó nó không đúng. 10 năm. Ít nhất cũng phải là 7 năm hay là 10.000 giờ chắc chắn là gì ha. Thành ra đó là lý do tại sao một số mấy anh em trẻ nên làm việc 10 12 tiếng mỗi ngày mấy anh chị, để mấy anh chị đạt được cái con số 10.000 giờ để trở thành một người chuyên nghiệp. Và đó là lý do tại sao những người chuyên nghiệp là những người người ta chuyên tâm và người ta practice và người ta qua một cái người ta trả giá qua một cái thời gian dài mấy anh chị để đạt được cái kết quả hiện nay. Mình không nói là mấy anh chị làm vừa đủ sống mà gì nha. Nếu mà anh chị làm đủ sống, đồng ra đồng vào hay dùng sản phẩm miễn phí, mấy anh chị không cần phải chờ tới 10.000 giờ. Không cần phải chờ tới 5, 7 năm hay là sau 3 năm mấy anh chị. Nhưng mà ít nhất hôm nay nó cái ý định của mình hôm nay mấy chị cho tới giờ phút này. Mình chỉ mong một số mấy anh chị nên nhìn lại cái việc của mình là thứ nhất muốn trở thành một người network, làm network marketing chuyên nghiệp mấy anh chị, và cái thứ hai cái sự chuyên nghiệp đó nó cần thời gian. Nó cần thời gian, ở đây không phải là mình ngồi không mà mình đếm thời gian mà gì ha, nhưng mà mấy anh chị phải practice. Điều đó có nghĩa là mấy anh chị sẽ phạm những sai lầm, mấy anh chị sẽ rớt xuống té xuống mà gì, nhưng mà vấn đề quan trọng là mình phải đứng dậy mình đi tiếp vì cái đoạn đường chiến binh của mình còn phía trước mà chị, mà mình cần phải vượt qua khá nhiều trong gai thử thách. Đường đi tới vinh quang, đường đi tới thành công nó không có trải nhựa mà chị, nó không có đi bằng cáp treo được, mà mình phải băng qua bằng chính cái đôi chân của mình và chính cái tài sức của mình anh chị. Cái điều đó là cái điều mà mình mong mấy anh chị nghĩ ngay từ bây giờ nếu mấy anh chị muốn thành công lớn với network marketing anh chị ha. Mấy anh chị chỉ đơn giản nhìn những cầu thủ đá bóng anh chị. Những bác sĩ, những kỹ sư, những ca sĩ, những người thành mà mấy người thành công, mấy anh chị sẽ nhìn thấy ngay mấy anh chị người ta qua một cái quá trình rất dài. Nếu muốn trở thành một người này network marketing chuyên nghiệp, không nên tập trung vào yếu tố may mắn, vị trí, đường ngắn, đường nhanh, đường và làm sao để có thể nhiều tiền nhanh mấy anh chị, nên tập trung vào kỹ năng, nên tập trung vào một cái hệ thống,
nên tập trung vào cái vấn đề thực hành hành động cho tới khi nhuần nhuyễn nó mà chị, để trở thành một người chuyên nghiệp. Mình đề nghị với mấy anh chị nếu có camera mấy anh chị chụp cái này, có thể post lên Facebook, có thể dùng cái trang này để gửi cho một số anh trong đội nhóm của mình. Nếu muốn trở thành một người làm network marketing chuyên nghiệp, không nên tập trung vào yếu tố may mắn, vị trí, đường ngắn nhất, nhanh nhất, và ngay cả làm sao để có tiền nhanh nhiều anh chị, nên tập trung vào kỹ năng hệ thống, thực hành hành động cho đến khi nhuần nhuyễn để trở thành một người chuyên nghiệp anh chị. À, nếu đã quyết định chọn mưu sinh là một nghề nghiệp cuối cùng và muốn làm tốt, muốn thành công thì hãy trở thành người chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp anh chị, mình nghĩ là cái chữ chuyên nghiệp đây nó cũng liên quan tới một phần nào cái ý tưởng ngoại hạng. Khi làm cái gì đó thì trở thành ngoại hạng, mình phải làm một cách ngoại hạng, mình phải làm một cách xuất sắc và chuyên nghiệp anh chị. Và một khi bạn đã là người chuyên nghiệp thì bạn sẽ cuốn hút người khác và cơ hội để bạn sẽ thành công hơn. Hiện nay một số mấy anh chị đang trao một chút, có thể là mình nói cái gì đó để mà mình có thể sign up được người đó, mình có thể đăng ký được người đó, hay là người đó sẽ vào với mình, người ta nó sẽ mua sản phẩm của mình. Những người thành công lớn là những người thu hút người khác. Và do đó nếu mà anh chị là những người chuyên nghiệp, tức là mình giỏi mà anh chị ha, chắc chắn khi mà mình nói cái chữ này mình biết là một số anh chị đang nghĩ tới ai đó mà chị. Thường là mình có những cái hình tượng của những người chuyên nghiệp, làm chuyên nghiệp trong network marketing mà anh chị đang ngưỡng mộ, thì anh chị sẽ thấy ngay mà anh chị này, đó là những người sẽ thu hút nhiều người khác. Trong đó có thu hút chính mấy anh chị. Nếu vậy thì mình cũng phải làm tương tự mấy anh chị. Cái tính chuyên nghiệp. À, mình nói về chuyện nhỏ mấy anh chị ha. Mình có anh bạn là mình nghĩ là chắc mình cũng đang trong cái webinar ngày hôm nay. Nội cái chuyện mà anh bạn mình mấy anh chị, hay là có bà xã là Cẩm Tú. Mỗi buổi sáng lúc 5 giờ sáng hai vợ chồng chỉ trong vòng bao nhiêu phút ngắn ngủi mấy anh chị, dạy hướng dẫn cái cách thiền, cái cách tập yoga một cách chuyên nghiệp anh chị. Rõ ràng là mình đánh giá đây là những người có thể nói là dùng cái Facebook Live một cách nhẹ nhàng nhưng mà chuyên nghiệp anh chị. Vì chính cái chuyên nghiệp đó nó sẽ cuốn hút, trong đó có cuốn hút cá nhân. Thành ra cái điều này là điều một số để cho mấy anh chị thấy mình nên trở thành chuyên nghiệp anh chị ha. Mình đang muốn nói về cái why trước mà chị, cái how và cái what chút xíu mình sẽ nói hay là bữa khác. Nhưng mà mình muốn dành một ít thời gian, không phải một ít thời gian, mình muốn dành nhiều thời gian để cho mấy anh chị thấy là tại sao hôm nay mấy anh chị ngay vào lúc này, nếu được mấy anh chị ha, mấy anh chị có thể ngưng cái webinar hôm nay nếu mấy anh chị đang xem lại, và đi tìm một cái góc nào đó mấy anh chị và quyết định. Vì mọi thứ nó bắt đầu từ cái sự quyết định. Nếu mấy anh chị quyết định, cái sự nghiệp của mấy anh chị thay đổi kể từ ngày mấy anh chị quyết định mình phải trở thành người chuyên nghiệp anh chị. Chứ không phải là cái ngày mà mấy anh chị thành công bước lên sân khấu. Mấy anh chị đã thành công, mấy anh chị sẽ thành công nếu hôm nay ngay vào lúc này mấy anh chị quyết định mình phải trở thành người chuyên nghiệp anh chị. Nếu được mấy anh chị ghi mình vài chữ phía dưới. Cái sự thành công của mấy anh chị bắt đầu từ hôm nay nếu mấy anh chị quyết định ngay từ bây giờ mình phải trở thành một người chuyên nghiệp. Chứ không phải là chừng nào mà mình làm ra tiền mới gọi là thành công. Quyết định, ngoại sự, nó bắt đầu từ cái sự quyết định này. Và như tất cả mọi ngành nghề khác, bạn phải học và thuần thục một số kỹ năng. Có thể là trong một cái kinh doanh này, mình có sản phẩm, mình có chính sách trả thưởng, và mọi người đều có cơ hội như nhau. Nếu vậy, nhưng mà tại sao lại có một số người thành công và không thành công? Sản phẩm đương nhiên là như nhau, chính sách trả thưởng tương đối là tất cả mọi quốc gia đều như nhau mấy anh chị. Cái khác biệt đó là bạn, khác biệt là mấy anh chị. Mấy anh chị ha. Thật ra rõ ràng ở đây mấy anh chị, cái yếu tố để nó giúp thành công không phải công ty, không phải sản phẩm. Đương nhiên đó là những cái yếu tố quan trọng, cần thiết. Nhưng mà cái yếu tố chính để quyết định cho cái sự thành công đó là anh chị, đó là cá nhân mình, chứ không phải ai khác. Thật ra bạn là người chịu trách nhiệm cho tương lai của mình. Bạn quyết định hôm nay và không đổ lỗi cho ai, cho bất cứ hoàn cảnh nào nếu bạn không đạt được kết quả. Mình muốn mấy anh chị có thể gửi liền text cho mấy anh chị khoảng chừng một phút mình. Hoặc là mấy anh chị chụp cái trang này. Mấy anh chị chụp cái trang này mấy anh chị ha. Và mấy anh chị forward send cho người upline của mình. Xin cảm ơn anh chị đã cho tôi cái cơ hội. Nhưng mà kể từ ngày hôm nay tôi sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn về kết quả trong công việc. Và sẽ không đổ lỗi cho bất cứ ai.
Tôi sẽ cố gắng độc lập và sẽ nhờ anh chị giúp đỡ khi cần thiết. Nếu anh chị có thời gian, tôi quyết tâm xây dựng mạng lưới kinh doanh của mình và thành quả có được hay không là do ở tôi mà anh chị, chứ không phải ở anh chị. Mình muốn mấy anh chị chụp cái trang này, gửi ngay cho người apply của mình, ngay vào lúc này anh chị. Mình để cho mấy anh chị khoảng chừng vài mươi giây mấy anh chị làm này. Chụp cái trang này, gửi cho người apply. Hay mấy anh chị có thể dùng cái phone này, mấy anh chị đọc, mấy chị ha. Mình sẽ làm ngay cho offline của mình mấy anh chị. Muốn nhanh đó thì mình có cái software nó đọc tiếng Việt. Xin cảm ơn Terry đã cho anh cơ hội. Chấm. Kể từ hôm nay, phải anh sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn về kết quả trong công việc và sẽ không đổ lỗi cho bất cứ ai. Chấm. Anh sẽ cố gắng độc lập và sẽ nhờ Terry giúp đỡ khi cần thiết. Nếu Terry có thời gian. Chấm. Anh quyết tâm xây dựng mạng lưới kinh doanh của mình. Phải. Và thành quả có được hay không là do ở anh chị. Chấm. Rồi anh chị. Ok. Mới nhận được cái message của bạn già. Ok. Bạn. Ok, anh chị mình gửi cho apply ha. Ở đây mấy anh chị là mình muốn mấy anh chị trong cái ý tưởng để trở thành người chuyên nghiệp, nó bắt đầu bằng cái sự quyết định và đồng thời mình chịu trách nhiệm về tương lai của mình. Mấy anh chị, người chuyên nghiệp chịu trách nhiệm về cái tương lai của mình, không ai khác. Đương nhiên mình cần cái sự giúp đỡ mấy anh chị ha. Điều đó mình ở đây mấy anh chị cũng hiểu rõ, nó không có nghĩa là mình làm một mình. Luôn luôn mấy anh chị tham dự những sự kiện, mấy anh chị đi tham dự. Ok, mình mới nhận được cái của Dinh Lương và mình chịu trách nhiệm, mình hoàn toàn độc lập. Nhưng mà điều đó nó không có nghĩa là mình làm một mình mấy anh chị. Mấy anh chị không có lủi thủi làm mình. Luôn luôn mình cần những người apply ít nhất là 6 tầng đó, hoặc là mấy anh chị gửi luôn cho những người 6 tầng của mình mấy anh chị, chứ không nhất thiết là chỉ người apply của mình không. Apply có chữ S mấy anh chị ha, gửi luôn cho 6 đời executive offline của mình anh chị. Và điều đó cũng có nghĩa là hey, chừng nào mà tôi cần anh chị thì nhớ giúp nha, nếu mà anh chị có thời gian. Chứ không phải là ok tôi bây giờ đó, hey, leave me alone. Anh đừng đụng tới tôi nha. Nó không có ý như vậy anh chị. Nhưng mà mình độc lập, mình chịu trách nhiệm cho tương lai của mình. Và điều đó nó có nghĩa đó là không có nghĩa là mình không cần giúp đỡ mình vậy ha. Đây đó anh chị đọc rất kỹ mình vậy. Tôi sẽ cố gắng độc lập và sẽ nhờ anh chị giúp đỡ khi cần thiết nếu anh chị có thời gian. Chứ mình không có khóc nhè mình vậy ha. Không muốn là anh đi theo, anh đi theo, tôi cần giúp anh mà anh chị không giúp tôi thì tôi sẽ không làm. Ok anh chị. Mình hôm nay nó thế. Mình cũng không có thời gian đi hết bảy bảy cái kỹ năng đó, nhưng mà đều chắc mình ngưng ở đây mấy anh chị ơi, vì mình còn 5 phút nữa đó. Mình cũng muốn một số mấy anh chị chia sẻ về một vài cái ý niệm mà mình vừa mới trải qua đó. Mình không có cái estimate trước, mình cứ để cái bài của mình nó flow mấy anh chị ha, vì mình không có muốn vội vàng đi quá nhanh. Nhưng mà đồng thời cùng một lúc là mình muốn mấy anh chị cảm nhận mọi chuyện nó bắt đầu từ cái why mình, tại sao mình phải độc lập, tại sao mình phải trở thành người chuyên nghiệp. Cái why nó luôn luôn là cái quan trọng. Thành ra mình muốn dành 50 phút vừa rồi, 55 phút vừa rồi là để cho một số anh chị thấy được cái why, tại sao. Nếu vậy đó thì cái 7 kỹ năng này nó cần một cái thời gian, có thể là 2 kỳ, 3 kỳ, có thể là 4 kỳ mấy chị. Nhưng mà mình muốn là mình thâu lại thành một cái tài liệu để một số anh chị có thể là vấn đề học tập này, và training. Thành ra hôm nay đó thì mình còn vài phút chót. À, một số mấy anh chị nào mà có câu hỏi, mấy anh chị ghi ở phía dưới. Và nếu được thì nếu mấy anh chị có thể bấm vào cái số
Dấu bằng tay anh chị để mình có thể mở like cho một số anh chị có thể chia sẻ, hoặc là nếu mà anh chị có câu hỏi trong cái đề tài ngày hôm nay thì mấy anh chị có thể bấm vào cái dấu bằng tay mình mở cái like cho một số anh chị có thể nói với anh chị em. Mình hy vọng là ít nhiều cái đề tài ngày hôm nay nó cũng giúp cho mấy anh chị khá rõ mình chị trong cái việc mà mấy anh chị cần phải làm gì để có thể đạt được cái sự thành công lớn. Ok, một số mấy anh chị nào chia sẻ, mình có cái live hôm nay của chị Hà đó nên mở live này, không biết là chị Hà có nói chuyện được không, nghĩ là chắc được. Ok chị Hà ơi, unmute cái cây, chị Hà Dạ đang ở rồi Hà rồi. Lan ở dưới lầu. Dạ, cùng với nhiều anh chị em ở đây. Một vài giây về cái ý niệm là mình phải chuyên nghiệp, nhất là sao, nhất là mình liên quan không phải là chỉ trong vấn đề xây dựng mạng lưới mà chị, mà mình liên quan tới những cái sản phẩm mà nó ảnh hưởng tới vấn đề sức khỏe của người khác. Thì nó có thể chị Hà nói một vài cái ý niệm như thế nào để giúp cho một số anh em có được cái ý định đó là đã làm thì phải làm chuyên nghiệp, nhất là những cái gì nó liên quan tới vấn đề sức khỏe nhà. Ok, thì cảm ơn cô Ninh. Mình cũng muốn nhắc nhở mấy anh chị. Nói là nãy giờ là mình cũng mới nói chuyện với chị Khê ở đây. Mấy chị em ngồi nghe dưới này. Nói rằng là cái sự chuyên nghiệp đó, mình chưa chuyên nghiệp lắm. Tức là mình hay bị thấy, ví dụ như là Hà cũng đang bị rối. Ví dụ như thấy chị Hồng Đức làm cái facial, cái thấy thích quá mình cũng nhảy vô làm. Hoặc là mấy chị thấy cái người này làm kém răng, cái tự nhiên mấy chị nhảy vô làm, mà thật sự ra mình chưa có chỉnh chu cái hàm răng của mình cũng không làm được, mình cái tự tin mình không có, thành ra là phải Hà trở về với cái điểm mạnh của Hà, đó là ăn uống. Thì bây giờ là nghiên cứu một cách chuyên nghiệp hơn về ăn uống, thì khi đào sâu đó anh chị mới thấy rằng là ăn không phải là ăn để no, mà nó có nhiều cái mà chi tiết của chị sẽ chỉ có là một cái là uống nước thôi đó. Không phải là cái cách mà uống nước 7 giờ 7 ngày, nhưng mà sự quan trọng cũng như là mình nói là tại vì sao mình muốn mà khỏe, trẻ, đẹp thì mình phải có từ trong ra ngoài. Thì bây giờ là mình chuyên nghiệp, sẽ chuyên nghiệp hơn nữa là đi từng cái món ăn chi tiết, từng từng cái gì đó nó có thể lợi cho sức khỏe của mình một cách chi tiết hơn và sâu đáo hơn, chu đáo và sâu sắc hơn, chứ còn không có phải là nói sơ qua một cách. Nhưng là ngày hôm qua nói chuyện với Emily cũng chẳng hạn, thì mình cũng đã định hướng được Emily Thúy Trương á, là cái người mà đã là kêu là health freak rồi anh chị, là cái người mà chăm sóc sức khỏe từ 20 năm này, nghĩa là rất là cẩn thận. Từ mình mới là nói là đường trắng không ăn, đường mía rồi đường mật, rồi mật ở mật 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 loại nào nữa, là cô ta là rất là chi tiết và rất là chuyên nghiệp về ăn uống. Mình là cũng đã khoa có khóa chuyên gia dinh dưỡng, mình cũng được học bài bản, nhưng mà cái vấn đề mà chuyên nghiệp thì thật sự là chưa. Thành ra bây giờ mình cũng bắt đầu từ đây, chị sẽ thấy Hà là chuyên nghiệp hơn, và cố gắng là chuyên nghiệp là cần phải có một cái thời gian. Nhưng mà nếu mà mình hoàn hảo nó và làm nhiều hơn thì mình nghĩ rằng là cái sự chuyên nghiệp của mình cũng sẽ mang đến lợi ích cho nhiều anh chị em. Thầy sẵn sàng ha, stay tuned ha okay. Ok chị Hà này, cái ý nè, thêm thêm một vài cái ý tưởng này trong cái việc mà chị Hà vừa mới nói với chị, cái chuyên nghiệp ở trong cái việc mà anh em làm với Nuxin đó, nó không phải là cái vấn đề mình kiến thức nè chị Hà, kiến thức nó là một phần, cái vấn đề cũng giống như mình nói Emily Thúy mà chuyên nghiệp ở đây đó là tại vì mình làm cái đó. Thành ra người ta nói là chuyên nghiệp là người mà thực tập cái chuyện đó trong vòng 10.000 giờ. Thành ra trong cái ý tưởng ăn uống đó chị Hà làm sao mà giúp cho mọi anh em đó, làm sao mà mình phải thực hành cái chuyện mà mình học được từ Nu Skin là cái vấn đề ý thức về vấn đề sức khỏe, mình phải làm anh chị. Thành ra chị Hà có thể có một cái lịch, ví dụ như mỗi ngày làm cái gì à, hoặc là có thể thêm vào một vài cái ý tưởng à, nhất là Thúy Emily thì có thể thêm vào một cái ý tưởng này, sáng ngủ dậy dùng cái gì. Ở thậm chí bây giờ mình có hai cái kem đánh răng không biết dùng cái nào là cái nào nha, có người cái hai cái với nhau, cái người làm sáng làm tối rồi dùng rồi sữa rửa mặt rồi dùng mấy cái mask mình có nhiều, sau đó ăn sáng à, dùng những cái gì buổi sáng sớm. Hiện nay có một số anh chị có thể dùng gì đó buổi sáng, có thể dùng life hack, có người dùng buổi sáng có người dùng buổi trưa. Thành ra nếu mà mình giúp cho mấy anh em practice vậy, có nghĩa là thực tập đó, thì mình nên có cái lịch rõ, đương nhiên không phải ai cũng theo sát đâu, nhưng mà ít nhiều anh em có một cái ý niệm cũng giống như ăn uống
dùng những cái thực phẩm để nó có cái tính dinh dưỡng cao đó, thì mình phải làm gì? Tại vì sao mấy anh chị? Mình có cái đó đó vậy hả? Mình mới giúp khách hàng của mình. Nhưng mà trước hết mình phải làm trước cái đó mà gì? Chuyên nghiệp ở Dạ chỗ đúng. là mình phải làm, Chuyên mình phải nghiệp là chỗ mình phải làm, mà mình chuyên. cũng phải phục là đúng là Emily là chuyên nghiệp luôn. Nghĩa là hồi sáng, như là sáng hôm qua mấy chị em ngủ dậy mọi người Hà nhìn chứ, là hồi hôm qua Hà quên lấy camera để mà quay trong vòng 40 người đó họ làm gì vào buổi sáng, quên mất. À, quên mất là cái habit đó, cái tự nhiên đó. Thì Hà theo dõi, Hà bắt đầu cái người mà Hà theo dõi là tại vì Hà muốn học, và rất may mắn là ở được ở chung với Emily tại nhà anh cô đi hôm qua. Hà theo sát từ lúc sáng cổ làm cái gì, cổ đi kiếm năm thứ trái cây năm màu, và cô Dung thì hồi nào cũng đã bắt đầu là đã rất là healthy đã đi rồi, nhưng mà mình ăn là lúc nào mình muốn ăn mình ăn, cũng giống như cô đi đó, cổ nói mà chưa đủ năm màu trái cây vào trong người thì hình như là cô không làm cái chuyện gì khác. Đi vào mà cô tìm là năm đúng năm loại trái cây để cô ăn chứ không phải xay. À, cô Dung thì kiếm năm loại trái cây rồi xay, rồi như là sáng hôm nay là năm sáu loại trái cây tuyệt vời để xay vào, nhưng cô là đi kiếm đúng năm màu, năm màu rõ ràng để mà cô ăn vào trong người, xong rồi cô mới xong đó là kiểu là xong việc mà về các vấn đề ngủ giấc đó, là tại vì rồi xong rồi thứ hai là cô đi đi tiếp là cô đi lấy nước, rồi thứ ba và những là so tempting là nhiều món ăn ngon, là hôm qua là nhiều thứ ngon lắm anh chị, nhưng mà cô ta hãy nhìn cô ta rất là cẩn thận, và cô ta còn đứng nhìn mình ăn một cách e ngại. Should I, mình có nên nói người ta đừng ăn hay không, một phần mình có nên nói là người ta có nên ăn hay không. Màu mình có một màu duy nhất là màu đen là cà phê nữa là coi như xong cái gì ha, thành ra chuyện là phải có năm màu trước rồi thêm cái màu đen. Màu Cái màu đen đó là không tính, cái màu đen đó hình như là không có nằm trong danh sách của Emily, nhưng mà cái màu đen của Emily là mấy trái nho, mấy trái blackberries đó. Đó là mình đó. À, năm màu mà màu nào mà năm màu là màu càng đậm thì ăn táo sẽ lên càng cao chẳng hạn như vậy. Trời ơi, mình thấy đi nhà của điên nữa là mở tủ lạnh ra để kiếm, tại vì mình cũng muốn là có một cái căn bản mình biết đó, mình biết nhưng mà mình chưa có gọi là chuyên nghiệp, chưa gọi là tuân thủ một cách tuyệt đối. Tại Emily gần 20 năm rồi mấy chị, 20 năm nay Emily nói là em làm 20 năm nay, nhưng mà mới chuyển đổi ông chồng chỉ có vài năm nay thôi đó. Thành ra là mình chính mình nên mình phải tự chuyển đổi mình trước mấy chị đó, rồi chung quanh họ mới chuyển đổi sau, và mình phải làm trước để làm gương. Mà thấy cái gương mặt Emily hình như không thấy già, không phải là vì uống Nu Skin, nhưng mà là nhờ cái sự chuyển đổi trong cơ thể. Và có nhiều cái hay nữa, rồi mình sẽ tiếp tục nói chuyện với anh chị mỗi ngày, và hứa sẽ mỗi ngày sẽ có một cái tip chuyển đổi để cho anh chị có thể thay đổi mỗi ngày một chút thôi anh chị. Nếu mà cái câu mà bữa hôm Julie tặng cho mẹ đó là mỗi ngày mình chỉ thay đổi một phần thôi, 1% thôi, một cái gì đó, thì một năm mình đã thay đổi 360 là 360 lần cái một cái vấn đề gì đó. Mình sẽ từ từ, và hy vọng rằng là mình sẽ cố gắng giấy động phong trào chuyển đổi từ trong ra ngoài. Ok, Một cách chuyên nghiệp. một cách chuyên nghiệp. Yes, anh Godin hôm nay thay chủ đề là chuyên nghiệp, và mình cũng mới nói với chị ở những cái chỗ này đó. Mình một người thì 3 năm, một người thì 6 năm, mình còn năm nữa để mà mình hoàn tất 7.000 giờ, 10.000 giờ của mình. Cần thời gian nha, vấn đề là mình làm nó mỗi ngày nên vậy ha, mình làm nó mỗi ngày để trở thành chuyên nghiệp, và mình có thể tự hào, mấy anh chị có thể tự hào để nói với bất cứ những người khác mà mình là một người biết chăm sóc bản thân một cách chuyên nghiệp. Nếu mà chị nói được điều đó có nghĩa là nó nói lên cái sức khỏe của mình là mấy anh chị ha, chứ không cần phải cho cơ bắp rồi coi thử làm sao đâu, mình chăm sóc bản thân mình một cách chuyên nghiệp. Và cái đó khi mà mấy chị đã chuyên nghiệp rồi đó, mấy chị sẽ thu hút rất nhiều người khác, chứ còn mình lơ tơ mơ thì mình sẽ thu hút người lơ tơ mơ. Mấy chị, đó là cái ý tưởng để một số mấy anh chị có thể có được trong cái cuối tuần này, và đồng thời mình cũng mong là nó bắt đầu một cái tháng mới, nó bắt đầu một cái chu kỳ mới, và hôm nay là cái ngày đầu tiên của cái phần cuối cuộc đời của mình luôn luôn bắt đầu bằng một cái ý tưởng mà gì đó, trở thành chuyên nghiệp, mình chịu trách nhiệm cho tương lai của mình, mọi chuyện nó bắt đầu từ đó. Mấy chị, cảm ơn chị ạ. Cảm ơn tất cả sự theo dõi của tất cả mấy anh chị, và hẹn gặp lại mấy anh chị vào lần tới.